chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Mẹ Trẻ Khỏe Baby Combo Home nha. Ngày hôm nay dài quá, phải kiếm một cái gì đó là làm kiểu như là cái tâm trạng của mình nó tăng lên một chút mới được. Hay là làm thử thách đi, đó là thử thách một ngày dưa hấu. Hãy cùng theo dõi với mình nhé. Khó khăn nhất trong cái thử thách này chính là làm sao để có thể ăn sáng bằng dưa hấu đây. Hai cái món mặn thì mình đã nghĩ ra rồi. À, tự nhiên mình giật nhớ ra, ở trong tủ lạnh vẫn còn một cái ổ bánh mì gói mà hình dưa hấu, cả nhà thấy có lạ chưa? Ở bên trên còn có thêm một cái hạt óc chó để giả bộ làm cái cuốn nữa nè. Tính ra thì có thể cái bánh này mình ăn không có quen cho nên thấy nó hơi khô. Mình phải ăn chung với lại sô-cô-la với lại quả vả hay là quả sung gì mình quên mất tiêu rồi, và một chút xíu phô mai. Cái phần này thì cho tên em bé. Như vậy thì cũng đã xong bữa sáng rồi. Bây giờ mình sẽ tráng miệng bằng một cái cục kẹo Bipper Bone dưa hấu, ở bên trong còn có nhân nữa nè. Trưa nay thì mình sẽ đi chợ tranh thủ mua chỗ này thịt bằm có 1k, nấu món gì đây ta? À, mình đã nhớ ra, bà ngoại có chỉ một cái món siêu lạ cũng có liên quan đến dưa hấu, mà cái này là cái vỏ thôi nha. Đó chính là món canh dưa hấu, mà cách làm thì cực kỳ đơn giản luôn cả nhà. Mình sẽ gọt cái lớp vỏ màu xanh ra, sau đó ngâm muối khoảng cỡ 10 phút và mình sẽ dùng một cái đồ bào bào nhuyễn ra giống như là su hào vậy nè. Cách làm thì mình thấy cực kỳ dễ hiểu luôn, mà cái này là bà ngoại làm thôi, mình học theo thôi chứ mình không có suy nghĩ được cái gì đâu cả nhà. Đó, mình sẽ cần có 150g thịt bằm ha. Mình dùng cái đầu hành á, mình cho vào trong đây và ướp khoảng cỡ 5-10 phút với lại một chút xíu tiêu nè, xong rồi hạt nêm và nước mắm ngon. Rồi mình bắt bếp lên, mình cũng đập một củ hành tím vô luôn, mình xào xương xương cho nó thơm, rồi cho vô đảo hết là thịt bằm, rồi cho nước vào cho vừa đủ một cái tô canh á. À, hay nấu nhiều hơn cũng tùy gia đình mình có bao nhiêu người nữa. Rồi đến khi mà nó sôi nước lên thì mình sẽ vớt cái bọt ra và mình đổ cái phần dưa hấu vào, để đến khi sôi bùng trở lại thì mình sẽ tắt bếp, cho tiêu và hành ngò vào nhé. Và thế là lề hấp đã có ngay một cái món canh ăn rất là mát. Mình cảm thấy nó giống như kiểu ăn bầu ăn bít vậy đó. Ok, bây giờ là tối rồi thì mình sẽ ăn gì đây ta? À, coi trong cái phần memory ghi nhớ của Facebook á, người ta nhắc lại cái này thì ra là một cái món mình đã ăn rất là lâu, một cái dạng salad của Hawaii cả nhà, trộn tất cả mọi thứ vô, có cả dưa hấu, có cả cá hồi nữa nè. Lập tức mình dẫn tên em bé đi ăn ngay, nhưng mà mình phát hiện ra wow, đây đúng là cái kiểu ăn như vậy nhưng mà lộn quán mất rồi. Ở đây mình hỏi mấy bạn nhân viên á là có dưa hấu không, mấy bạn kiểu sao lại có dưa hấu hả chị, tại bởi vì ở đây các bạn dùng xoài á cả nhà. Tính ra á thì cái giá ở đây mới là cái điều khiến cho mình không có ăn thường xuyên được, chứ còn cái vị thì rất là ngon, bởi vì các cái nước sốt đều được kiểu như kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn và hài hòa, đặc biệt là khi kết hợp chung với cả các loại rau nè, còn có được lựa cơm nữa đó, cơm sushi hoặc là cơm gạo lứt cũng được. Tên em bé đây là lần đầu tiên mình thấy ăn nhiều rau đến như vậy. Mình nghĩ cái này cũng là một gợi ý cho các bạn nào cũng ghét ăn rau giống như cô em gái mình với lại tên em bé như thế này. Khi mà đi ăn ở đây á thì ăn được hết nha cả nhà. Và còn kiểu như tự giác nói với mẹ mua một chai nước ép dưa hấu. Ừ ha, vậy là đúng rồi nè, đúng như cái thử thách của mình đặt ra cũng có một cái phần gì đó liên quan mà đúng không ta? Vậy là cho mình thông qua cái thử thách này nha cả nhà. Tiếp theo là cái trái gì, hãy comment xuống bên dưới cho mình tham khảo và lựa chọn nha. Còn những cái món mà mình hay giới thiệu, cả nhà cũng hãy coi cái đường link ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong video kỳ sau nha.